tụi mình đi đâu không mà đòi theo? Thì đi dự lễ hội trái cây cao quý đó. Tụi mình đứa tinh đẹp, đứa thì độc lạ cả trăm mắt, đứa ở trên cao ngon ngọt. Còn bạn bò dưới đất mà cái tên, trời, cái tên Leo xấu. Ai nói bạn Leo là tên xấu chứ? Leo là tên toàn những người nổi tiếng không đó thôi. Ai? Ai tên Leo mà nổi tiếng đâu? Leonardo DiCaprio đóng phim Titanic nè, rồi cầu thủ Leo Messi nè. Thôi thôi, cái tên đó của người ta thì đẹp, nhưng tên vua Leo thì xấu. Cho mình đi với mà. Thiệt tình với cái bạn nhỏ này. Nè, lại đây. Đây đây, anh Đông nói nghe nè. Tụi em đừng vì mấy cái tên mà không cho vua Leo tham gia chung với mình. Ôi, anh Bình Đông tới đúng lúc quá. Giúp em với. Mấy đứa nghe anh nói nè, cái tên đẹp hay xấu nó không có quan trọng. Quan trọng là phẩm chất bên trong con người đó kìa, người ta tốt hay là xấu. Chứ chưa chắc cái tên đẹp mà người đẹp đâu à, đúng không? Vậy em có phẩm chất gì tốt hả anh Quỳnh Đông? Vừa Leo muốn biết có phẩm chất gì tốt á thì mấy đứa đi theo anh gặp một người. Thì sẽ có một người cho mấy em biết giá trị của bạn Vừa Leo là như thế nào. Đốc Tư Khỏe hỏi Quỳnh Đông nè, khi Quỳnh Đông làm việc ngoài trời nắng nóng, mất nước thì món nào Quỳnh Đông thèm nhất nè? Trời nóng, mất nước thèm nhất là trà đá. Trà đá là số 1 đó tôi khỏe. Đã khác lắm. Nhưng trà đá uống vào á, chỉ đã khác lúc uống thôi, mà thật sự không thể xua được cái nóng bên trong người và bù nước tốt được. Nói như như Leo á, vậy thì bây giờ mình thèm nhất là món gì hả đó tôi khỏe? Đó là một ly nước ép dưa leo. Không có thời gian ép á, thì có thể nhâm nhi một trái dưa leo lạnh lạnh là tuyệt vời. Nhâm nhi một trái dưa leo? Ủa, là sao Đông không hiểu đó tôi khỏe? Đó khỏe chia sẻ rõ hơn cho Đông biết được không? Bởi vì dưa leo chứa 95% là nước, lại chứa hàm lượng kali cao. Nó như là một loại chất điện giải, vì vậy giúp bù nước cho cơ thể rất là tốt. Em lại chứa vitamin C nữa, nên vừa bù nước mà lại vừa cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể đó. Nghe em với Dr. Khỏe chia sẻ, chắc từ giờ trở đi làm việc ngoài nắng nóng là phải thủ sẵn một túi dưa leo luôn á. Mất nước thì bù nước, còn buồn buồn á thì ngồi ăn, coi như là ăn trái cây vậy. Dạ, nhưng mà khi mà mình sử dụng dưa leo á thì mình có lưu ý gì không Dr. Khỏe? Lỡ mà mình sử dụng nhiều quá có sao không? Nên lựa chọn dưa leo sạch, không bị phun thuốc và sử dụng hóa chất kích thích tăng trưởng. Đặc biệt á, là khi sử dụng nước ép dưa leo mà có các biểu hiện bất thường về đường tiêu hóa như là tiêu chảy, nè, viêm loét dạ dày thì ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ nha. Dạ, cảm ơn những thông tin hết sức bổ ích của Dr. Khỏe. Còn bây giờ thì Quỳnh Đông, Dr. Khỏe và em Dưa Leo xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình lần sau nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào chương trình Dr. Khỏe nha quý vị.